Trở về sau trận đấu trên sân Hòa Sơn của SHB Đà Nẵng, câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng sẽ có màn tiếp đón Sông Lam Nghệ An trên sân nhà Lạch Tray ở trận cầu vòng 13 V-League 2020. Tới lúc này, khó khăn vẫn đang bủa vây đội bóng đất cảng. Vì thế, trận đấu tới đây, mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn sẽ là tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trên sân nhà mùa này. Nói qua một chút về Sông Lam Nghệ An, đội bóng này vừa có được chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Hoàng Anh Gia Lai, song thành tích trong các chuyến sân nhà của đội bóng này không thực sự ấn tượng khi họ mới chỉ giành một chiến thắng, còn lại 2 trận hòa và để thua 3 lần. Trên thực tế, ở trận đấu sân nhà gần nhất trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, các cầu thủ Hải Phòng đã cống hiến một trận đấu khá hay khi vươn lên dẫn trước đối thủ và nắm quyền chủ động trong phần lớn thời gian. Sau đáng tiếc ở những khoảnh khắc cuối trận, đội bóng lại để đối phương có được bàn gỡ hòa. Sau với màn chạm trán với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội bóng đất cảng sẽ có được những con người tốt nhất cho cuộc đấu đầu với Sông Lam Nghệ An. Nghiêm Xuân Tú, Ma Hồng Quân, Sơn Hoàn ra mắt chưa trọn vẹn, được kỳ vọng sẽ thi đấu bùng nổ hơn khi trở về chào lửa Lạch Tray. Ở trận đấu tới, Sông Lam Nghệ An sẽ không có được sự phục vụ của tiền vệ Đặng Văn Lắm, người gặp phải chấn thương khá nghiêm trọng ở vòng 12. Tuy nhiên, với những cầu thủ còn lại, đặc biệt là Phan Văn Đức, người mới trở lại sau chấn thương, đội bóng xứ Nghệ vẫn là đối thủ không hề dễ chơi. Cũng cần lưu ý rằng Sông Lam Nghệ An chỉ kém top 6 đúng 2 điểm, cơ hội vươn lên nhóm A vẫn đang mở ra với thầy trò huấn luyện viên Ngô Quang Trường. Vì thế, nếu như Hải Phòng quyết tâm bao nhiêu, thì Sông Lam Nghệ An cũng không muốn rời sân Lạch Tray với hai bàn tay trắng. Nhìn vào cán cân lịch sử đối đầu trong quá khứ, sự cân bằng là điều được hai đội thể hiện khá rõ. Cụ thể với 30 lần chạm trán nhau, đã có tới 10 trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. Song bên cạnh đó, Hải Phòng đang có sự nhỉnh hơn khi giành về 11 chiến thắng. Ở trận đấu giữa hai đội trên sân Lạch Tray tại V-League 2019, tỷ số chung cuộc là 0-0. Điều rằng trong lần tái ngộ này, những cầu thủ đất cảng có thể mang đến niềm vui cho khán giả nhà, qua đó làm bàn đạp hướng đến giai đoạn 2 với sự tự tin. Câu trả lời sẽ đến vào lúc 17 giờ ngày 1 tháng 10.